là cái bà đó bà bảo mai đồ tối lắm, Dạ. cái nó trời mưa, hai chị em nó đứng đây con gái là chị, thằng Dạ. em là thằng trai, Dạ. cái nó cứ chơi nó chà cái kiến À, cửa, có nghĩa là cái kiếng cái ở kiến trong cửa người ta đó, kiếng cửa người ta rồi là cái cái le lưỡi liếm chơi vậy nè chứ nó không phá ai hết á. ui trời, con lạnh cả người. Vậy là lúc đấy là chưa ở đây, chưa có cái Không, nhà nhỏ con gái là gì thấy nó đó, à, thì thấy luôn á, thấy lâu chưa? thấy rồi hồi nó chết có 4 tuổi thôi Dạ. mà sao gì thấy nó, Thấy thấy là gì nữa? thấy nó lúc mà dì ở trên miên ở nhà, Dạ. dì ở miên gì lên chảnh là mướn cho nó, À. cái gì thấy nó vô nó kêu mẹ ơi mẹ, cái sao cho nhìn nó, ủa nó lớn quá sao nó ở trùng nó mặc quần rách à. Dạ. Cái nói trời tôi đâu có con gái nào mà lớn dữ vậy mà cô kêu nó con là Ngọc Hạnh à. À. Mẹ bỏ con vậy đó, À. con không có đồ mặc, giờ con đi học rồi mà không có đồ mặc, À. cái thầy thấy gì gì sáng với con nhỏ ở chung cái gì mới nói, Dạ. rồi lúc đó gì cũng khổ thấy bà luôn, Dạ. nói cái nó mới cho gì 10 rồi cái giấy một xanh 10 ngàn bao nhiêu á, Dạ. cái nó cho thôi gì đi mua cho nó đi, Dạ. cái gì đi mua nè, quần áo tiền bạc nhiều lắm, cái xong cái tối đêm đó gì thấy nữa nó mặc đồ tây vô, mà cái đồ mà dì mua nó mặc vô luôn, À. nó mẹ mẹ con đẹp không, hôm nay con lớn rồi con đẹp À. rồi con cảm ơn mẹ nghe máy bay mẹ Là đi luôn. con đi học tới giờ là không thấy anh nữa. Hey, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đã có mặt tại Hóc Môn các bạn. Hôm nay mình ghé thăm một bà lão mà nuôi một đứa cháu mồ côi bị cha mẹ bỏ từ lúc mà mới sinh ra đấy các bạn. Thì con chào bà. Xem cái Thì mặt mà sướng được. dạ, hai bà cháu mới vào dựng một cái nhà ở trong cái nghĩa địa cũ các bạn. Cái điều đặc biệt là ở bên trong căn nhà của bà thì lại có đến 2 ngôi mộ. Tính cả những hài cốt nữa thì nó đến hơn 10 cái các bạn là hài cốt ở trong nhà. Thì hai bà đấu tá túc ở trong cái nền đất của cái nghĩa trang cũ. Thì hôm nay mình quay lại để thăm hai bà cháu. Và xoay quanh những cái ngôi mộ trong nhà này đó các bạn, thì có rất nhiều những cái câu chuyện mà người ta kể lại bởi những cái người hàng xóm xung quanh này nè các bạn. Thường hay nhìn thấy những cái linh hồn của những cái người đã khuất rồi đó ở trong hai căn nhà này đó, chơi đùa ở xung quanh đây. Thì nhiều người đã sợ và phải bán nhà đi nơi khác. Thì hôm nay mình tới để mình thăm cũng như mình thắp nén nhang. Nay bà có bán không bà? Có mà nay bà đâu phải nấu Đây rồi này các bạn, để hai cái ngôi ngồi mộ. ở đây chờ cái bà Hai đó ngôi bán mộ nằm mà ngay ăn chân cầu cơm bán thang, mà nằm ngay đâu cái có đầu nấu giường. rồi Dạ. Con tính thắp đây nhang cho mấy ngôi mộ ở trong nhà mình nhé. đây Dạ đây, để con sắp ra. Hai ngôi mộ này là hai ngôi mộ của gọi là trẻ em các bạn, của hai nhi á. Thì ngày xưa một người thì mới có mấy tháng tuổi là mất, còn một người thì lên được 3 4 tuổi thì mất, thì chôn ngay đây và nằm ngay dưới cái đuôi giường của bà. Và ngày xưa ở dưới gầm giường này cũng có thêm mấy ngôi mộ nữa. Dạ. Để con bỏ cái mấy cái này lùi ra, quạt cái thứ để trong mộ này. thôi nha, đang nói chuyện đang nói chuyện đang nói chuyện Đây này, bỏ mấy cái này lùi ra ngoài để mình thắp nhang. dạ Chắc là bỏ 3 chỗ bạn. Con đã để ở đây một phần rồi, bắt đầu ở ngoài mỗi thứ một phần. Cái này là một phần. Giấy tiền để ở giữa ấy, bà nha. để trên cũng được không, Dạ, con để giữa. Còn cái này là mang ra ngoài kia, hai bàn ở ngoài kia. để ngoài kia một cũng được rồi không ạ. Cái kia để chỗ cái mộ một cái, mấy chỗ hài cốt một cái bà. Là sao giờ lại cho bộ cốt nữa Dạ đúng rồi. như thế này phải không, Dạ đúng rồi. ở ngoài sao tùm lum rồi, Dạ. Ý là bà mới khoan giếng hả? Ở khoan ngày ngoài qua đây thì còn mấy? vô rồi người ta cho cái máy mà máy bị hư rồi, À. máy bị hư rồi Là khoan nước có xài được không bà? chưa biết chưa đặt cái máy À xuống vậy à, đây là mới khoan cái giếng ngay chỗ này này các bạn. dạ đó giờ Mà chỗ tùm này lum thì rồi là kế bên cái ngôi mộ này. Ồ chỗ này cũng nhiều thứ quá. Chất giờ khoan xong rồi mình mới dọn dẹp được, vậy là vẫn chưa có chưa có có máy nó máy. còn cái máy trước người ta cho cái giờ sửa Máy giờ mua bao nhiêu tiền bà? 1 triệu mấy Triệu mấy luôn hả? mà luôn luôn người ta thương người ta làm người ta đóng rồi Dạ. cái máy Đây giờ là hình hàng như chục bộ hài cốt ở ba đây này bốn các bức tranh đó. bạn. Dạ. Cái bên người mộ mà nước không biết quan nào lúc mà người ta khoan cái nước nó lên nó màu gì bà? Xinh lắm ha, Xinh không hả? một lát nó ta gắn máy bắt đầu mình mới xả qua xin nước bên kia À. bơm xả vô đây khoảng 2 tiếng mấy 1 tiếng mấy Con rồi sợ là ví dụ nước ở gần mộ gần ấy quá nó vàng.
Giang chắc nó cũng giang đâu. Dạ. Mộ này mấy chục năm rồi. À. Hồi coi mấy chục năm rồi. Năm bảy mấy đến giờ hả? Năm 74. Năm 74 luôn. Đấy. Để con thắp nhang cái xong rồi tính tiếp ạ. À. Đốt nha không con? Dạ dạ để con đốt cho bà. Để con đốt cho con ra cúng nè. Dạ dạ. Chú Tiến ở đây giúp cho mẹ con với cô con á. À đây là gọi là hai ngôi mộ này, một người gọi là mẹ, một người gọi là cô. Đúng không? Đây là con. Con của thằng em là cô. Đây là con em thứ 8. À. Con này con của chị với chị. Con chị. Con là lúc mà mới mấy tháng tuổi là bị mất đi không? Mấy tháng tuổi là cháu. Dạ, yeah, mấy tháng tuổi là mất, còn 3, 4 tháng tuổi là con. Con của cô là 4 năm, yeah. 4 tuổi. Linh Tiên về phù hộ cho con kia bằng cậu tiếng cũng được. Dạ. Yeah. Anh coi của em nhiều con ghiền luôn. Dạ. Con xin. Đi phái thứ dĩ. Trước tiên là mình vào mình cứ thắp nhang trước đã. Tờ ống trước con tới gấp quá, con không biết là ở trong nhà lại có mộ. Thế nên con không có mua cái gì để thắp nhang á. Thì hôm nay con mua ít tới để thắp nhang. Cứng. Ô, một cây bị gãy rồi ta. Gãy bỏ. Ủa, cái gì à? Con ấy bình lĩnh cũng có một hai lời nói cũng có nghe đó. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Nhưng bị phản động lâu quá trình luôn. Bị con mạng dập. Để con bỏ cái này ra. Để đây ha. Để đại đi con. Con giá gì mà tôi đốt trước là con vô tùm lum á. Dạ dạ dạ. Mang cái giếng nào con. Giá cho cái giếng nó tốt rồi rồi. Dạ dạ. Rồi con giá. Thắp ở đây ba nén ở bên kia. Trong kia tại nó vướng đồ quá không vào được. Hy vọng là cái giếng khoan lên này mình xài được. Yeah. Cái này chắc là mình chỉ có ví dụ như xài tắm giặt thôi đúng không bà? Yeah. Tắm giặt ăn uống nước kia. Dạ yeah, dạ. Yeah. Tắm giặt ăn uống là nước bình. Bình. Còn là ví dụ như thể đây rửa ráy lung tinh thôi đúng không? Dạ. Đó là nhóc học trường đó. À đây là bé nó học trường này đây hả? Cao đẳng Diễn Đông. Là hôm nay cũng đi học luôn rồi. Nghe nói ngày nào cũng đi, ngày chủ nhật cứ nghỉ. À chỉ có ngày chủ nhật là nghỉ thôi. Dạ. Dạ. Hôm nay bà mấy giờ bà đi bán? Bữa nay bà 12 giờ bà phải ra mới nấu khiên trong này ghê quá. À có nghĩa là nấu ở nấu ngoài tại đó chỗ luôn luôn. Chứ nấu ở trong này bởi vì khiêng ra nước nó nóng nó không đúng đợi có gì chết luôn đó này bỏng ông. Dạ. Chính này ông la quá thôi. Dạ dạ. Ông không có thấy, không thấy ngậm qua, không thấy thôi 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 đem ra khiêng nấu. Dạ, nấu đem ra hết rồi. Mấy giờ bắt đầu mình bán mà? Chắc khoảng 2 giờ gì ra. 2 giờ là... 2 giờ là bắt đầu bán. 12 giờ gì nấu tới 1 giờ. Dạ. 1 giờ tới 2 giờ có rồi. Dạ. Nhà tí nữa. Cái này mình nhờ. Cái này mình không dám bốc nhỉ. Thế dám bốc đi thì nó cũng đỡ. Không bốc được. Dạ. Bốc là gì bốc rồi. Là bị sao mình không bốc à? Thằng em con nó 4 tháng nó rồi chị ơi. Để chị em nó ở đó đi nào giờ ở đó. Là cái người dưới mộ này nói luôn. Là ba của cái người dưới mộ. Ba của cái người dưới mộ. Ba của nó là tính ấy rồi. Nói thôi chị ơi kệ nó. Cho hai nhỏ nằm yên nên đòi móc lên, tính móc lên nặng cho nó rộng tí. À. Nó thôi có nhiều ở nhiều. Dạ, để trong đây cho nó ấm cúng. Cho nó ấm kệ. Dạ. Gì đâu, sợ gì đâu.
Có bữa nóng quá thì cũng gác cái đầu lên nó ngủ. Gác đầu lên cái mộ này ngủ luôn. Ngủ hả? Luôn. Thằng nhóc cũng vậy gì. Dạ. Giờ cho nó lên trên cho con làm niệm rồi cho nó ngủ. À. Thôi con sợ té lắm. Đem có nghĩa là lên. vẫn không dám leo lên. Nó còn sợ té. Không dám ngủ sợ lăn xuống dưới. Nó sợ lăn xuống đó. Dạ. Bởi vì trên này nó còn thiếu mấy tấm ván nữa này. Mới được có một tấm hay hai tấm gì đúng không? Mấy tấm này thì bỏ hết đâu xài được. À mấy nó tấm này nó bị mục rồi. Rồi. Dạ. Vì lụm rồi để lên đó. Nó này mà chắc có mắc lắm rồi thì 5 triệu trở lại rồi con. Dạ dạ. Mua nha. Mình mua cái loại cái giếng mình khoan hết bao nhiêu tiền bà? Kháng cái giếng thì người ta kêu 4 triệu. Dạ. Nhưng mà giờ người ta nói thôi em cho chị 200. À là 3 triệu 8. 3 triệu 8. Dạ. Người ta cho cái máy mà máy giờ sửa không được rồi. À. Giờ chờ đem máy mới lại. À. Cái máy mới người ta lấy bao nhiêu tiền rồi? Thì luôn đó. Là ý là tổng cộng luôn hả? Luôn. À. Tại vì cái máy này hư không để xuống. Dạ. Tại người ta cho. Có nghĩa là chung luôn cả máy cả ấy luôn là 3 triệu 8. 4 triệu nhưng mà ta cho chỉ dạ, cho 200. Dạ. 3 triệu 8. Hôm trước con có nghe là mấy người hàng xóm này bán nhà bỏ đi nơi khác là lý do sao đó bà? Lâu rồi, cái nhà đó đi là chắc khoảng nay hơn chục rồi. Hơn chục năm rồi. Rồi cái đây còn cái thổ mộ mà. À vậy là cái lúc đấy cái thời điểm đây là gì chưa ở nhà. Điểm đó là cái bà đó bà nói cho dì nghe đó. Dạ. Là cái bà đó bà bảo mai đồ tối lắm. Dạ. Cái nó trời mưa hai chị em nó đứng đài. Con gái là chị, thằng dạ. Em là thằng trai. Dạ. Cái nó cứ chơi nó chà cái kiến. Kiến cửa. À, có nghĩa là cái kiến cái kiến cửa người ta đó. Kiến cửa người ta. Là cái le lưỡi liếm chơi gì nè chứ nó không phá ai hết đó. Ủa trời con lạnh cả người. Rồi cái bà đó bà bán mới đi đâu mất thêm à. Mấy năm không biết. Có nghĩa là bà ấy... Mà mấy người này ta ở đâu có đâu. Dạ có nghĩa là bà ấy đang may đồ ban đêm. Ban đêm. Thì lúc mà trời mưa phun. Rồi mưa lớn. Xong bắt đầu là hai bé đấy bắt đầu mà tới cái tấm chơi. Kiến đấy để nghịch. Xong bắt đầu là cho lấy tay nó xoa. Lấy tay xoa xong rồi le lưỡi liếm chơi không phá. Liếm luôn. Nhưng mà không có phá. Không có phá ai á. Rồi cái bà đó đi luôn chứ giờ người ta lỡ mấy người ta ở yeah. Có gì đâu. Giống như trẻ con chơi đùa thôi. Nó chơi đùa thôi, yeah. Nó không có phá ai á. Yeah. Nhưng mà thấy thương quá. Dạ, yeah, đúng rồi. Lấy lên. Vậy là có người nhìn thấy cho nên mới bỏ đi. Thấy. Vậy là lúc đấy là chưa ở đây, chưa không, có cái nhà. Nhỏ con gái là gì thấy nó đó. À, gì thấy luôn á. Thấy lâu chưa? Thấy rồi. Hồi nó chết có 4 tuổi thôi. Dạ. Yeah. Mà sao gì thấy nó. Thấy nó hồi lúc mà dì ở trên Miên á nha. Yeah. Dì ở Miên gì lên chảnh là mướn cho nó. À. Cái gì thấy nó vô. Nó kêu mẹ ơi, mẹ. Cái sao tôi nhìn nó, ủa nó lớn quá. Sao nó ở trùn, nó mặc quần rách nè. Yeah. Cái nói, trời ơi đâu có con gái nào mà lớn dữ vậy mà. Cô kêu nó, con là Ngọc Hạnh nè. À. Mẹ bỏ con vậy đó. À. Con không có đồ mặc. Giờ con đi học rồi mà không có đồ mặc. À. Cái này thấy thì dì sáng như con nhỏ ở chung cái gì mới nói. Yeah. Rồi lúc đó dì cũng khổ thấy bà luôn. Yeah. Nói cái nó mới cho dì 10. Rồi cái giấy một xanh 10 ngàn hay nhiêu á. Yeah. Cái nó cho thôi dì đi mua cho nó đi. Yeah. Cái gì đi mua nè, quần áo, tiền bạc, nhiều lắm. Cái xong cái tối đêm đó dì thấy nữa. Mm. Nó mặc đồ tây vô, mà cái đồ mà dì mua nó mặc vô luôn. À. Cái nó mẹ con đẹp không? Hôm nay con lớn rồi, con đẹp rồi. Con cảm ơn mẹ nghe máy bay mẹ. Là đi luôn. Con đi học, tới giờ là không thấy anh nữa. Vậy là giờ có đồ mặc rồi là không có sao. Có học rồi, có đi con đi học rồi. Vậy là cái thời điểm mà dì gặp lần đầu tiên là cái ngày đó là không có đồ mặc luôn. Mặc rách rưới. À. Thấy chim thấy đồ luôn, thấy à. Thương lắm. À. Cái nói ủa tôi đâu có con lớn tại vì hồi nhỏ này nó mới có 4 tuổi mà nó lên nó gặp gì nó 20 tuổi. À. Nay nó ba mấy rồi. Cái nói tôi gì đâu có con à, là gái lớn vậy đâu con. Yeah. Thì có đứa thôi chứ giờ đâu có nào nữa. Yeah. Nó phải con là Hồng Hạnh tại mẹ quên con, nó tên là Nguyễn Thị Hồng Hạnh. À. Mẹ quên con á, cái con giờ không có đồ mặc nè, mẹ mua đồ cho con đi mẹ. À. Cái nó, ừ, để mẹ có tiền mẹ mua mình hẹn vậy, cái sáng mơ mới nói chuyện với nhỏ ở chung á. Yeah. Nó con cho gì giấy nhiêu hồi đó gì quên là đã mười mấy năm rồi. Yeah. Cái nói gì ra gì mua gì về vô đốt đi. Yeah. Cái gì mua xong gì về đốt, mua hết luôn mà nhiều lắm. Yeah. Nó cho tiền đó là mua nhiều lắm. Yeah. Rồi mua xe rồi. Mua quần áo rồi nhiều lắm, vàng rồi nhiều lắm. Yeah. Cái là tối nó vô nó đứng trước. Yeah. Mẹ, con có đồ mặc là đẹp không mẹ? Sẽ chạy rồi. Con máy bay mẹ nó còn nói vậy. À. Máy bay mẹ nghe, mốt à. Con không có lận mẹ, phiền mẹ nó đâu. À. Thế thì nó đi luôn, tới bây giờ là nó ba mấy tuổi rồi, tuổi yeah. dần. Yeah. 36 tuổi rồi. Năm nay ba mấy tuổi rồi. Hôm nay cũng ít giấy tiền vàng, nếu cần gì thì mua. Nó chú mua. Cho con tiền, nó cần gì đi, con cho chú thấy đi. Dạ. Yeah. Con có tên chú
Nó tên con tên Hồng Hạnh đây, chú biết là chú lên chú giúp cho con. Này, cúng cho ít bánh kẹo này, tiền vàng này, rồi thắp cho chị nén nhang. Nếu mà có cần cái gì nữa thì cứ nói để mua thêm ha. Dạ. Tới giờ thôi diễn không? Dạ, tới giờ làm thấy là để con bỏ mấy chục vào đây để cho có cần gì thì mua thêm. Dạ. Thôi vậy được rồi, con khỏi không? Để con bỏ lên, lên đây ít, bỏ gọi là lấy lọc. Dạ. Cho cần cái gì mua, nay có cả vàng này, giấy tiền này, tiền ở trong này này, có cần cái gì thì... Thì, này, hai chị thì mua thêm mua, hai chị em mua, thiếu thốn cái gì thì cứ nói ha. Hồi đó cái nhà của bà ngoại tốt này kia là đây là dòm vô tới thấy đông hả, vì còn không dám vô nữa có nghĩa là ngày xưa chỗ này nhiều mồ nhiều mã lắm. Đúng rồi, hồi đó cái này là cái mã của chồng về, vì còn không dám ra luôn. Cái nhà nằm ra thấy luôn. Có nghĩa là dưới cái gầm giường này ngày xưa là mộ của chồng hai gì? Cái luôn, hai cái, cái của bà chị thứ ba, cái chồng gì. Dạ, dạ. Đây ba mẹ. Dạ. Giờ không có chỗ vệ sinh. Dạ. Anh chết cũng mấy chục năm rồi. Dạ. Vệ sinh thì móc lên. Là có chỗ đất, cho vợ con ở không? Còn đất không à con ơi. Dạ. Sâu xuống sâu cũng còn đất. Cuối cùng thì hốt qua nắm rồi. Dạ. Đầu đuôi với chính giữa. À. Bớt bỏ vô hũ chứ đâu có gì đâu. À, chứ còn là không còn cái gì. Không còn gì, không còn một miếng mảnh áo mình. À. Bởi vì quá lâu rồi đúng không? Lâu rồi. Thì giờ khổ quá, sinh bà chị còn chết lâu trước nữa. Bà chị chết hồi có 7 tuổi mà giờ bà chị năm nay coi gì thứ tư là sẽ 70. Bà chị thứ ba đó là 70 rồi. Mà hồi chết mới có 4 tuổi. À 7 tuổi. Bé Hạnh này chết 4 tuổi. Mà nhỏ hồi nhỏ nó ngoan lắm con. Là bị bệnh gì mất à? Nó bị sốt đường ruột. Sốt đường ruột hả? Sốt huyết đường ruột mà. À sốt huyết đường mà ruột. Mà chạy hồi nó sốt đó, sốt đó thì chết. Dạ. Cái thời đó là y khoa nó chưa phát triển. Chưa có phát triển. Vậy chết. Cũng đi thầy đi bác sĩ rồi lắm. Dạ. Mà nó bỏ mình tại nó mở mình nữa. Dạ. Trong tới đấy là giống là hết duyên nợ mẹ con. Hết duyên nợ với mình. Dạ. Nhưng mà có về xin quần áo của bà. Xin một lần thôi. À, rồi lần. Đi miết luôn tới giờ mười mấy năm rồi. Hồi lúc mà 20 tuổi. Yeah. Đúng 20 tuổi xin. Mà vì ở trên miền nó lên tới chợ nó xin á. Ở tận bên Campuchia đấy đúng không? Ờ sao nó biết. Mà đi qua bên đó để xin luôn. Xin luôn rồi thấy nó là nhiêu đó là gì. Là lúc đấy là buổi tối bà thấy buổi tối hay là nằm mơ thấy? Tối thấy ngủ thấy. Nằm ngủ xong mơ thấy á. Thấy rõ ràng luôn rồi. Nói chuyện nó rồi. Rồi sáng mơ cũng nói chuyện với con ở chung nói chuyện. Yeah. Đứa nhỏ đó nó cho tiền nó kêu đi mua. Thì mua đốt là tối nó lận nó cho hay liền. À. Nó mặc đồ y như vậy mua cho nó nha. À. Y vậy luôn. Có nghĩa là rì mua cái đồ gì về cũng đốt cho bé là bé mặc đồ đó. Luôn. À. Mà lúc đó nó 20 tuổi. Yeah. Nay nó ba mấy tuổi gì không thấy nó luôn. Yeah. Nó mà nó vô nó đi còn máy bay mẹ nha. À bye bye luôn. Máy bay mẹ con không làm phiền mẹ nữa. À. Mẹ biết con đi tự dưới lên đây cực không? À. Nó nói vậy. Nó không phải xin mới đi được. Gì mới nói trời ơi. Con người ngoài, người với người âm mà con đi giờ nào cũng được. Mẹ nói hả? Con cực lắm con mới lên ở đây. À, cực lắm mới lên để xin mẹ rồi xin mẹ đó. Xin mẹ mua gì mẹ mua mẹ cho con đi. À. Là ảnh mặc từ bữa đó là ảnh mặc cái quần jean. Dạ. Cái áo màu bông. À. Áo bông. Còn mấy bộ kia là mua mai đồ bộ, mua đồ bộ. À mua đồ bộ. Và lấy cái bộ đẹp nhất này chạy lên mặc lên kêu. Lấy mặc bộ đẹp nhất mặc lên đưa cho kêu, bà xem. Kêu là chạy chiếc xe nữa. Dạ. Rồi xong mới con máy bay mẹ nha. Con đi giờ cũng lâu lắm mới tới dưới. Dạ. Tới dưới này. À. Tới với nhà này, chỗ này. Có nghĩa là đi từ đây lên chỗ Miên, xong là từ Miên mà đi về đây. Về đây, nó nói con đi con máy bay mẹ. Con không làm phiền mẹ nữa thì nó nói có một lần vậy. Là đúng nó 10 giờ nay nó ba mấy tuổi không thấy mười mấy năm. À. Không thấy nó luôn. Mày cũng linh lắm. Nó bởi vậy về thương có nhiều đó vậy. À, vậy là giờ mới thấy thương vậy cho nên mới để con trong nhà cho nó ấm cúng. Luôn, 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 ấm cúng. Giống như mẹ con được ở bên nhau. Nó đâu có gì đâu, nó bình thường. Yeah. Ngoan ngoãn, hiền lành. Mà không thấy nó. Yeah. Vì có mong thư gặp lại không? Dễ gì gặp, giờ nó lớn rồi chắc nó cũng đi học hay là nó làm gì rồi, nó làm gì mình gặp. Khi gì rồi thì giờ đấy có gia đình. Nhiều khi gì cũng nằm gì xin gì giái cho gì gặp mà không có gặp. À. Không gặp luôn. Dạ. Dì cũng giái lắm cho mẹ gặp một lần nữa. Dạ. Không gặp luôn. Tại vì bữa nó đi nó bay bay mà. Bay mẹ mốt con làm phiền mẹ nữa. Dạ. Tới giờ dì còn nhớ con thương chết luôn. Dạ. Nghe cái câu nói mà thấy thương ha. Nó kêu rồi mình nói ủa. Nằm về mơ mơ màng á, yeah. Không có con, tôi không có con mà nay lớn quá vậy. Yeah.
thì lúc đó nó mới có 4 tuổi thôi. Tại mình không nhận ra. Ừ, mình không nhận ra, nó tới 20 tuổi nó mới, mình mới nhận, nó mới lại kêu mình mà. Dạ. Bởi vì lâu quá hai mẹ con mới gặp nhau. Mới gặp nhau. Gặp xong rồi cái máy bay rồi con mốt con không làm phiền mẹ nữa. Hay là về xin đủ quần áo rồi xin đủ đồ mặc là. Rồi mặc là chắc đi làm mới đi đâu rồi mấy. Theo như bà nghĩ thì có người âm không? Có chứ. Có. Nhà này bảo đảm con có chứ. Có rồi. Có. Nhưng mà người ta không có phá mình. À. Có thôi. Lúc mà nhà nở mình chăm sóc cho người ta thì người mình ta mình cũng sạch sẽ, mình đốt nhang đốt đèn thôi, không có gì hết. Yeah. Nói chung là cũng ai lạ. Dạ. Yeah. Toàn người nhà. Chị với lại chồng với con với cháu thôi, đâu ai lạ. Dạ. Yeah. Còn ngoài đó là cái mộ của bà ngoại cũng yeah. mấy chục năm rồi. Dạ. Yeah. Là ngoài bà, ngoài con của bà ra thì bà còn có gặp những người xung quanh đây không? Không. Bà ngoại mình đâu rồi. Dạ. Yeah. Ở đây toàn là mã mộ xưa hết rồi con ơi. Dạ. Yeah. Mấy chục năm hết à, mấy cái cốt cũng mấy chục rồi đó. Con nghe bà kể con cũng lạnh lạnh người. Không có gì đâu, bình thường. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy là cũng bé này cũng thiêng lắm. Dạ. Yeah. Nếu có thiếu thốn gì cứ nói bà đi rồi con qua con giúp cho. Dạ, à. Mà có nó có về đâu, mười mấy năm gì gặp nó tới nay thôi. Yeah. Hồi lúc 20 tuổi chứ. Xin đồ rồi xong cho rồi tới. Rồi, có em trai là trong hoàn cảnh khó khăn thì ráng cố gắng vượt lên thôi. Dạ. Yeah. Vậy thôi. Chung cái khả năng này cũng có nhiều với em ơi. Dạ dạ. Giờ cho bà. Thôi giờ em giúp được con giúp được nhiều dạ. Giúp chứ. Đối với người ta 5-10 triệu, 1-20 triệu thì rất là nhỏ. Nhưng mà dạ. Đối với mình thì lớn. Rất là lớn. Dạ lớn đúng lắm. Rồi. Vô cùng lớn. Gà đâu ạ? Gà nhốt ạ. Thôi cứ từ từ rồi là mình làm ăn rồi nó cũng biết sao có sức khỏe. Cầu mong sao có sức khỏe để mình. Cầu mong có sức khỏe được rồi. Dạ. Để mình làm ăn thôi. Còn cái giếng kia mình khoan lên xài có được không anh? Chưa biết. Nói chung là vô thế buộc phải xài. Buộc phải xài. Buộc phải xài. Em sợ là cái nước nó vàng hoặc là nó bị phèn phiếc hoặc anh là. Anh có thử đi. Anh chờ sáng giờ đợi gắn máy. À, đang chờ gắn máy hả? Chờ gắn máy. Có không chính nữa đâu, làm gì mà. Em thấy là khoan kế bên cái mộ này. Cái gì? Sao em? Cái con khoan kế bên cái mộ thì. Mà ngày xưa cái đất này cũng là đất nghĩa địa luôn. Của ông bà mình hết. Còn nếu mà xây gần cái mộ thì nó bay bể, hay bể màu. Mà, nếu mà người mà này kia nọ không ai dám xài, nhưng mà hoàn cảnh nó khổ, khổ phải chịu vậy. Dạ, có nghĩa là giờ cái tình thế bắt buộc là phải xài. Đúng, phải, đúng, phải... đúng. Để xài thôi con ơi. Dạ. Nó chỉ có tắm giặt thôi. Dạ, tắm giặt thôi, còn ăn uống mình ăn uống nước bình. Ăn uống nước bình. Nấu ăn mình nấu nước bình hết. Đúng vậy đó em. Ý em sợ là cái đất này là ngày xưa cái đất của nghĩa địa đó. Rồi bắt đầu mình... cái đất của nghĩa địa là con khỏi sợ nó bị hư tại vì chôn là lâu rồi. Em biết sao không? Này là thổ mộ của ông bà từ xưa. Từ xưa chứ không có theo ai, không có ai vô được hết. Rồi lấy hết rồi bỏ đây nè. Dạ. Lấy hết đó bỏ rồi còn có ở đây cũng lấy luôn rồi. Dạ. Rồi còn mã ngoài. Ở đây là không có người nào mà chôn. Nói chung là cũng mong sao cái giếng nó sạch sẽ để cho bà xài cho nó an toàn á. Đó. Không có người nào, không, ở đây không người nào dưới 20 năm hết. Dạ, mấy chục năm rồi không giờ chắc cũng chẳng còn vậy. Mấy chục năm rồi. Dạ. Cái bức vách này là mượn vách nhà người ta này. Vách nhà trước đó. Còn ơi, mình của mình đây nè. Mình có tí chỗ này thôi. Mình vách này của mình. Thằng cu nó đi học về nó có nói gì không bà? Thì nó cười cười thôi. Cười cười. Nó không biết này, nó biết này coi chắc nó vậy chết. Thấy vậy nó vậy. Nói chung là ngoại khó khăn giờ biết trông cậy vào ai đâu, đúng không? Dạ. Nên là giờ mình cái tình thế bắt buộc mình phải chịu thôi. Cái gì cũng dám làm phiền ai. Dạ. Vì mình vào trong cái tình thế thứ nhất là già cả, thứ hai là phải nuôi cháu. Dạ. Không kiểu nó đi đến cái đường cùng cho nên mình mới phải mong chờ phải mong giúp đỡ. Nói. Dạ. Anh đi học về là anh ra. Còn bán thì anh ra anh dọn, anh bán phụ rồi bán xong là anh ra, anh gom hết, anh bưng vô. Dạ. Anh bưng vô nhà anh ta gửi. Anh dẹp phụ giúp cho bà. Dẹp chứ nó không dẹp sao gì bán được. Dạ. Có nó không có nói gì bán. Bỏ lại bây giờ gì con đi ra đó được. Con biết nay đi được mới chừng 20 ngày thôi. Dạ. Mấy bữa kia gì cứ ngồi đây, lết ra kia vậy đó. Đi không nổi luôn. Dạ. Rồi mấy ví dụ như cho con hỏi thêm là có mấy người con của bà đó, có thỉnh thoảng có hay về thăm không? Trời ơi, đứa nào cũng khổ á. Khổ. Đứa nào cũng khổ á. Thì nó không về được thì nó cũng điện, à. Khổ lắm. Còn nói chung là cũng hỏi thăm mẹ đúng không? Nhưng mà hỏi. Khổ quá. Nhưng mà khổ quá không giúp mẹ được tiền bạc thôi. Nghèo không chết, thấy không giúp.
Để con về con chia sẻ có hoàn cảnh con chia sẻ đó thì cũng hy vọng là được mọi người nhìn thấy cũng thấy hoàn cảnh của bà như vậy. Yeah. Thì cũng giúp đỡ cho bà được phần nào để cho nó bớt được cái khó khăn đó. Yeah. Nói chung là bây giờ cũng còn nhiều người tốt lắm bà cứ yên tâm. Yeah. Còn nhiều người quan tâm đến mình chứ không phải là riêng có. Yeah. Như vụ có ai chia sẻ thì được được ít nhiều cũng được đó. Còn đó là vì không có đòi hỏi nhiều. Đó. Cứ cố gắng để cố gắng được tí nào hay tí đó. Được tí nào hay tí đó như trời mưa nhỏ giọt. Dạ. Để cho ví dụ như bớt được cái gánh nặng cho bà được phần nào. Đúng thôi. Rồi. Nghe người ta cho người ta đem máy cho mừng cũng chết, sửa không được. À. Giờ người ta đem máy vô không có tiền nữa. À. Nó khổ vậy mà người ta làm xong người ta lấy tiền. Dạ. Nó khổ đó chứ không gì đó. Dạ. Chứ còn vì sinh được tiền không, làm không làm có nước thì cũng không được. Dạ. Tại không có điện con xài thì dầu đèn. Dạ. Yeah. Không có nước không có chết chỗ đó. Dạ. Vì nó xin đủ điện làm cái máy cũng được thôi. Rồi chừng đó có ai cho nhiêu thì lấy. Dạ. Dạ. Vậy đó. Thì tại con cũng mới chia sẻ thôi cho nên là chắc cũng từ từ thì mọi người mới biết tới. Dạ. Yeah. Tại mới chia sẻ có ngày hôm qua đến ngày hôm nay thì nó hơi ngắn ngày á. Thường là mới dùng một tuần. Dạ. Yeah. Là được ví dụ như mọi người xem nhiều mọi người thấy hoàn cảnh có gì thì mọi người sẽ giúp đỡ. Dạ. Yeah. Ít nhiều thì chắc cũng có. Dạ. Yeah. Yeah. Mấy cả bữa nay do cũng dịch bệnh nó kia nó nhiều thứ nó liên quan quá. Dạ. Để cho hai bé để anh chị con nay nhiêu tuổi? Con năm nay cũng 35 36 rồi. Trời hai em. À hai em, gọi con là anh ấy đúng không? Con là anh. Dạ. Có vậy là hai bé gái cả. Đứa trai đứa gái. À một trai một gái. Đứa 4 tháng là trai. Còn đứa là nào? Gì cho con hỏi cái nhà nào ngày xưa bán gì? Đó. Nhà này luôn hả? Ờ, bán rồi, 3-4 người lỡ gỡ, bên trong có gì đâu. À, cái nhà này luôn đấy đúng không? Cái nhà không, cái nhà đó. Nhà đây hả? À, nhà này. Hồi xưa chưa có nhà này đâu. Nhà này là ngày xưa là bán nhà bỏ đi là do nhìn thấy mấy bé nghịch. Nhìn ra 3-4 người lỡ gỡ có gì đâu. Dạ, dạ. Chắc là do yếu vía. Tại không phải, tại người ta cũng nhẹ yếu. À. Nhẹ yếu người ta thấy. Chắc là do yếu bóng vía. Nhưng mà nó đâu có máy gì quá. Dạ. Ai vô thấy ai mãn nó sẽ ghê mà. Dạ, yeah. Đúng thật sự là ví dụ như con là con không dám ở đâu. Thế con 1 triệu một đêm rồi con không dám ở. Dì bán tới 10 giờ dì về. 10 giờ đêm à? 10 giờ khi 9 giờ mấy. Ừ. Cái dì về gì tắm rồi phải nhâm chân nè. Dạ. Yeah. Đừng cho nó đừng có đau nữa, đừng đi được. Phải nhất khỏi đau. Dì ngâm nước lá lốp với là gừng với muối đó ngày nào cũng ngâm đó. Dạ. Yeah. Rồi ngày 2 ngày nay đâu ngâm được tùm lum vậy thì sao? Ba cái lá nó nằm ở dưới hết rồi đâu lo lên được đâu. Dạ. Yeah. Con nghỉ 2-3 ngày này. Con thấy ở xung quanh này cũng còn nhiều mộ hả bà? Hai cái mộ. Bên ngoài đằng trước. Ở trước có 4 cái thôi. Dạ. Yeah. Hết rồi. Ở đây là hồi đó nhiều hết luôn á. Dạ. Yeah. Từ đằng trước cái nhà mà đang lọt dài qua đó nay á là mộ không, không á. Còn bây giờ chỉ có còn 4 cái mộ đó thôi. Dạ. Yeah. 5 cái thôi. Để mấy bé này nếu mà cần cái gì nữa thì có nói cho rì nói cho con biết để có gì con thiếu cái gì con qua con giúp ha. Chắc nó chết lâu rồi nó không có về đâu. Dạ. Yeah. Mình nói vậy chứ nó về là nó về rồi. Dạ. Yeah. Ngay cái đường cầu thang lên. Cầu thang đi lên trên gác. Hồi đó con biết không làm cái gác có. Yeah. Xong cái mối nó ăn. À. Cây không sinh gác cũ. Và cái nhà này làm cũng lâu rồi hả? Làm mấy năm rồi. Mà vì sinh gác cũ vậy làm cái mối nó ăn. Yeah. Ối ăn hết luôn. Còn sót đông tắm. Vậy là chính xác là gì ở cái nhà này được bao nhiêu năm? 10 năm chứ? Dạ là chưa. 4-5 năm gì hả? 4-5 năm thôi. Chắc 4 năm mấy á. Dạ. Yeah. Thôi hôm nay con tới con thứ nhất là thắp nhang cho mấy em. Yeah. Rồi với mấy bà mấy cụ ở ngoài kia. Yeah. Thì tại con cũng mới chia sẻ cho nên là cũng chưa có nhiều người thấy. Người yeah. biết thì cũng yeah. chưa được nhiều. Yeah. Thì hôm nay con trích thêm 1 triệu của cái tiền của chị, một chị ở Canada. Yeah. Con gửi thêm cho cô 1 triệu đi. Rồi yeah. con về thì trong vòng sớm nhất có thể con sẽ qua. Yeah. Con sẽ qua. Thì ít yeah. nhiều con sẽ cố gắng còn giúp cho gì nếu mà được cái giếng trước đi ha. Được cái giếng rồi trước thì còn, là mừng rồi con. Rồi còn tính sau ha. Còn cái tính sau. Nếu được mọi người giúp nhiều thì tính sau. Tính sau. Nhưng bây giờ thấy hai bà cháu ở đây chỗ ngủ không có. Rồi ở ngay cùng mấy ngôi mộ cả 5-6 năm trời cũng khổ. Có bữa nào anh làm cũng ngủ không được, đuổi anh xuống ra. À, nằm dưới đất luôn hả? Chứ ảnh nằm cái anh cục cửa cái giường nó rung rinh gì ngủ được cái ảnh xuống đất ngủ. Cái giường này con thấy nó cũng cũ. Cũ lắm rồi, mua lâu rồi.
Bây giờ con thay mặt một chị ở bên Canada ha, con gửi 1 triệu đi, rồi con về con chia sẻ, cố gắng trong vòng tuần này tuần sau gì đấy, nếu mà được mọi người giúp thì con lại qua để cho gì có tiền gì trang trải ha, tạm thời cứ khắc phục đi. Rồi con về cố gắng rồi con nói cô rất là gì cảm ơn. Rồi thôi con ra tới con thăm bà nha. Rồi nếu mà có gì cố gắng sớm nhất thì con sẽ qua. Cảm ơn con. Hôm nay mình tới mình chia sẻ cái hoàn cảnh của bà cụ các bạn, sống cùng với hai người mộ đây này. Thì thấy bà mấy cháu, hai bà cháu, bà phải đi bán cháo để nuôi cháu mà bị cha mẹ bỏ đó, cho nên cái cuộc sống cũng khá khó khăn. Thế bây giờ mình qua chia sẻ hoàn cảnh của bà đến với mọi người, còn bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây nha.